Đây, một cây mai, cây này lão mai, cây này là cũng của một cây nghệ nhân cũng nổi tiếng, anh ấy cũng khá là trẻ, của Ngô Mạnh Tung. Cây này là một cây mà khá là nổi tiếng ở Bình Định rồi, nó rất là già, lão mai luôn. Cây này nó xù từ từ gốc đến tính ngọn luôn các bạn. Cây có một cái bộ đế, những cái cây mà nó xù thì thường nó lại không có đế rễ trải nha, nó là cây cũ. Đây là cây của Ngô Mạnh Tung. Những cây này thì sẽ đi truyền tải tới nội dung về quý em xem thì quan tâm ta luôn trực tiếp với chủ cây. Cây rất đẹp, già cây, tác phẩm lão mai. Cây này thì hoa nó cũng tương đối hoa thì nó được cây già tốt. Em xem cái độ già của phần gốc nó này. Chi cành những dịp mà ta đánh xuân về thì người ta có được một cái cây mai quý như này, người ta trưng bày ở trong ở không gian người ta đón Tết sẽ rất là tuyệt vời. Nhưng mà những cái cây này thật sự giá trị nó không có, giá trị nó không có hơi thấp như của này. Cây này phải gọi là họ tính tới tiền tỷ lắm. Tại vì những cái cây như này đó khá là ít, không có nhiều. Cây nó hội tụ đủ những cái yếu tố bonsai, nó không có nhiều cây. Và những cái cây này thì họ nuôi rất là lâu năm rồi, từ các nghệ nhân họ để xây dựng nó phải tầm vài mươi năm. Cái quanh này nó tầm khoảng 90 nha, 90, nó rất là lớn chứ không hề nhỏ đâu. Quay trong cái video thì ta không có hình dung hết được cái độ lớn của nó, nhưng thật sự nó khá là khủng, nó khá là lớn. Tác phẩm xuất sắc, tác phẩm xuất sắc tại cái cuộc triển lãm này, cái này nào những em nào cũng xuất hiện, tuyệt vời. Cây mai dáng trục hiên, nó cành hơi đổ, cây này cũng khủng. Cây này tính, nếu tính từ chiều cao từ mặt chậu lên tới ngọn tầm khoảng 80, quả nó hiên tầm khoảng 1,5 m nha. Cây này cũng đúng tết này. Cây này họ để là 350k, cây này chắc họ báo giá là 350 triệu của này. Gốc này khá là hiếm nha, cây giá thế như này cũng khá là hiếm. Bông búp khá là nhiều. Bông búp này thì chúng ta kịp Tết này, kịp Tết với miền Trung.
chỉ cần cái này rất là dè, chỉ cần dè cành. Cây mai vàng thì dáng trực thì nó nhiều nha quý anh em, còn những cái cây mà dáng phá thế với là những cây dáng đổi như này thì cũng cũng ít cây, khá là hiếm cây. Cây này được cái chi cành rất là dày, bộ xương chi dâm nó rất là dày. Mai vàng chúng ta đạt được những cái hồ dâm như này phải là rất là lâu, rất là có giá trị. Cây này của Ngô Mạnh Tung, của anh em yêu mến cây thì thích thì có liên hệ trực tiếp với nhà vườn. Cây mai